Tổng kế hoạch giao vốn đầu tư công năm 2024 gồm cả kế hoạch các năm trước chuyển sang ước trên 774.800 tỷ đồng. 7 tháng đầu năm mới giải ngân được khoảng 31,6%. Đây là khoảng cách khá xa so với mục tiêu chính phủ đặt ra là giải ngân đến 95% trong năm nay 2024. Tính đến nay, tổng số vốn đầu tư công đã phân bổ cho các dự án và các địa phương, không tính số vốn mà các địa phương giao tăng, đạt gần 647.900 tỷ đồng, tương đương 96,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao. Dù số vốn đầu tư phân bổ đã gần hết, nhưng công tác giải ngân từ đầu năm đến nay mới chỉ đạt trên 244.900 tỷ đồng, tức là trên 31,6% tổng kế hoạch. Các bộ ngành địa phương cần thực hiện các thủ tục thanh toán trong thời hạn 5 ngày làm việc như đã quy định, sớm phê duyệt quyết toán giải ngân vốn đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Cố gắng khắc phục cho được tình trạng là vốn chờ dự án để làm sao chúng ta có cái bước chuẩn bị từ sớm từ xa và có những danh mục dự án thực sự sẵn sàng để khi bước vào kế hoạch đó chúng ta có thể thực hiện giải ngân được ngay. Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc đối với cơ chế chính sách, đối với việc giải phóng mặt bằng, đối với cái giá nguyên nhiên vật liệu làm sao mà để cho chủ đầu tư đẩy nhanh được cái tiến độ thi công. Đối với các chủ đầu tư thì cũng đề nghị các đội chủ đầu tư là phải đẩy nhanh cái thủ tục hồ sơ đấu thầu, ký hợp đồng và thực hiện đẩy nhanh cái tiến độ thi công như Thủ tướng đã yêu cầu. Chính phủ đã yêu cầu nếu các dự án đình trệ, kiên quyết điều chuyển vốn sang các nhiệm vụ dự án giải ngân nhanh có nhu cầu bổ sung vốn trước ngày 15 tháng 8 năm 2024.